Dân cách. Xin chào quý cô bác anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn anh này một xíu về cách bắt cá thò lòi. Là một tháng mình bắt cá thò lòi được mấy lần anh? Như anh chia sẻ nãy. Tầm 10 ngày anh. 10 một ngày, hơn 10 ngày chứ, tùy không, nó lên nhiều hết á. Tại sao một tháng mình chỉ bắt cá thò lòi được khoảng tầm 10 ngày vậy anh? Nước nó xuống cạn nó bắt được, còn nước mà nó ngập ngập giống vậy đâu bắt được nó đâu. Là chỉ có 10 ngày là nước cạn cạn đúng không? Nước cạn mới bắt được nó mới ra thôi, chứ còn nước ngập là chứ anh thả trong rừng là nó lên rừng nó ở, mình lên rừng là nó chui vô hang mình đâu bắt được nó. Dạ. Yeah. Nước chỉ cạn ra ngoài nè, xong nó chạy lên rừng không kịp thì mình mới bắt được nó thôi. Vậy thường vào những ngày cuối tháng hay là những ngày giữa tháng hay là cuối tuần hay sao anh? Tầm thường là nước rầm với nước 30 á. Thường là gần 13, 14, 15, 16 lịch ở dưới, hoặc là 28, 29, 30, 1, 2 đâu. Là rầm nó mới xuất hiện đúng không? Là mấy ngày đó là nước cạn nhiều nó mới ra. Oh. Mà cũng tùy, có lúc nó ra nhiều, lúc nó ra ít rầm. Dạ, vậy là cá thòi lòi nó xuất hiện vào những ngày rầm trong 10 ngày đó. Quý anh chị cô bác mà có ủng hộ em giải cứu cá thòi lòi á, thì được nha. Chứ mình cũng không có thể nào mà cứu cá thòi lòi mỗi ngày đúng không? Chỉ có mấy ngày đó thì nó bị bắt thì nó bị người ta ăn thịt. Nên trong những ngày đó mình giải cứu được thì rất là tốt à. Dạ, ồ, cảm ơn anh chia sẻ nha anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về nhà. Rồi,